Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, các quận huyện, ngành, đơn vị chức năng của thành phố đã đang tích cực triển khai các phương án phòng chống bão số 10. Đoàn công tác của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương làm việc tại thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện công tác lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2016-2021 của Thành ủy Đà Nẵng. Với sự ra đời của nghị quyết Trung ương 5, cộng đồng kinh tế tư nhân đặt nhiều kỳ vọng về một sân chơi bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong cơ chế thị trường. Kỳ vọng rất nhiều nhưng cũng không ít băn khoăn. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo từ ngày 13 tháng 9 hạn chế cấp một số loại thị thực đối với công dân ở 4 nước gồm Campuchia, Eritrea, Sierra Leone và Guinea do những nước này từ chối tiếp nhận lại những công dân Mỹ bị trục xuất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương hồi 13 giờ ngày hôm nay 14 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình khoảng 530 km về phía Đông, Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km và còn mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 15 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 115 đến 150 km/h, giật cấp 15. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, 13, giật cấp 15, biển động dữ dội. Và dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km. Khoảng trưa đến chiều mai 15 tháng 9, bão số 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, gây gió mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, sau đó suy yếu dần. Đến 13 giờ ngày 15 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc, 106,2 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, tức là từ 100 đến 135 km/h, giật cấp 15. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào. Sáng nay, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tổ chức hội nghị trực tuyến công tác triển khai ứng phó với cơn bão số 10. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp. Về phía đầu cầu Đà Nẵng có Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ. Hội nghị nhằm rà soát lại công tác chuẩn bị phòng chống bão của các tỉnh thành ngành lực lượng chức năng, nâng cao trách nhiệm công tác này. Ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh trọng điểm cơn bão đi qua dừng tất cả các hoạt động không cần thiết, tập trung cho chống bão, thực hiện khẩn trương trong ngày hôm nay 14 tháng 9. Nhằm chủ động ứng phó với bão số 10, Ủy ban nhân dân thành phố đã có công văn số 7195 gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Đài thông tin Duyên hải Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các quận huyện. Nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cụ thể như sau. Yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện theo dõi diễn biến của bão số 10, tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị số 4 ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 và các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố về ứng phó với bão lũ năm 2017. Đề nghị Đài thông tin Duyên hải Đà Nẵng theo dõi cập nhật các bản tin dự báo bão, các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai để thông tin thường xuyên liên tục cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng đi di chuyển của bão, diễn biến của bão số 10 để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố theo dõi diễn biến của bão, thực hiện kêu gọi chủ phương tiện tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn. Lưu ý khu vực nguy hiểm do bão gây ra theo hướng xác định của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.
giao Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố tiếp tục theo dõi diễn biến của bão số 10, tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các biện pháp ứng phó với bão hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã có các công điện yêu cầu nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ ngày 13 tháng 9. Các quận huyện, ngành, đơn vị chức năng của thành phố cũng đã triển khai phương án phòng chống phù hợp, thông báo cho nhân dân biết tin cảnh báo mưa lớn để chủ động phòng tránh. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, bão số 10 sẽ đổ bộ vào Việt Nam tối ngày 15 và sáng ngày 16 tháng 9, khu vực có gió mạnh từ Quảng Ninh đến Huế. Các tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ có gió cấp 12, tối đa là 130 km/h. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, tính đến 15 giờ chiều hôm nay 14 tháng 9, Đà Nẵng vẫn còn 26 phương tiện với 236 lao động trên biển đang vào bờ hoặc tìm chỗ tránh bão. Trong đó có 2 phương tiện với 22 lao động đang neo đậu ở vùng biển Đông Bắc Hoàng Sa. Các quận huyện sẵn sàng triển khai phương án phòng chống lũ quét và sạt lở đất, rà soát các khu dân cư đang sinh sống ở những vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở lũ quét, đặc biệt chú ý nhân dân sống tại ven sông Túy Loan và Cu Đê. Thông báo cho nhân dân biết tin cảnh báo mưa lớn để chủ động phòng tránh. Cho đến hiện nay thì Bộ đội Biên phòng đang tích cực cùng với các lực lượng, các chức năng và đặc biệt là các cái trạm liên lạc biển của Bộ đội Biên phòng để liên lạc với bà con ngư dân. Mặt khác thì Bộ đội Biên phòng cũng đang tổ chức với cái phương châm là 4 tại chỗ, chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ để cùng phối hợp với các lực lượng chức năng sẵn sàng ứng phó khi có cái bão đổ bộ vào đất liền. Theo Đại tá Khánh, hiện Biên phòng Đà Nẵng nhận được tin báo từ tàu DNA 90875 do ông Nguyễn Văn Cư ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà điều khiển. Trên tàu có 11 lao động đang bị hỏng máy tại tọa độ 16 độ 15 độ Bắc, 108 độ 17 độ Đông, cách Đà Nẵng khoảng 15 hải lý. Đề nghị cứu nạn khẩn cấp. Ngay sau khi nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng thành phố đã điều động tàu BP 08102 tức tốc lên đường cứu nạn. Dự kiến trong chiều tối nay sẽ lai dắt tàu bị nạn về đất liền. Và tính đến 17 giờ chiều ngày hôm nay thì thành phố Đà Nẵng có gần 1.600 phương tiện và gần 7.000 lao động đã về. Hiện nay thì còn lại 28 tàu thuyền và 258 lao động ở trên biển. Tất cả các phương tiện đều nhận được thông tin vị trí hướng đi của bão để di chuyển vào bờ tránh trú. Hiện nay lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục duy trì thông tin liên lạc với tàu thuyền đang ở trên biển, đồng thời chỉ đạo các đồn biên phòng thông báo vị trí hướng đi của bão cho các gia đình và chủ phương tiện để kịp thời tìm nơi trú tránh. Các đồn biên phòng đã cử lực lượng xuống địa bàn hướng dẫn, bố trí sắp xếp các phương tiện về neo đậu tránh bão tại âu thuyền Thọ Quang đúng quy định nhằm bảo đảm an toàn khi có bão. Thưa quý vị, để đối phó với cơn bão số 10, công ty cây xanh, công viên cây xanh Đà Nẵng đang huy động tối đa phương tiện và nhân lực dồn sức phòng chống bão. Dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo, chiều nay đội cây xanh quận Sơn Trà huy động 3 xe cắt tỉa cây nhằm hạn chế cây xanh ngã đổ do mưa bão. Còn dọc theo tuyến đường Chương Dương, những công nhân của đội cây xanh quận Ngũ Hành Sơn cũng đang khẩn trương cắt tỉa những cành cây có tán lớn. Mỗi đội chia thành 4 nhóm dồn sức làm việc này. Thì đội cây xanh Ngũ Hành Sơn của chúng em là xây dựng kế hoạch là cắt tỉa tới 15-10 là xong. Nhưng mà do với cái áp lực bão mà nó ảnh hưởng như thế này á, tăng cường như thế này thì bọn em là đã rút quân và tăng cường thêm xe, là cố gắng sẽ hoàn thành trong thời gian sớm hơn so với kế hoạch. Mình tập trung cho những tuyến đường có nguy cơ như vùng trống này, sông suối hoặc là vùng ven sông ven biển đó chị, là mình tập trung trước. Giống như đây chiều nay mưa rất to nhưng mà đội em đã tập quân hết về đây. Đại diện công ty công viên cây xanh Đà Nẵng cho biết công ty hiện đã huy động tối đa nhân lực và 55 đầu xe phục vụ công tác cắt tỉa cây xanh phòng chống bão, gấp 3 lần số xe hiện có của công ty. Trước tình hình cơn bão là có khả năng đổ bộ sớm hơn, tức là khả năng là ngày 15 tháng 9 là có thể là đổ bộ vào đất liền. Thì công ty đã họp và chuẩn bị cái phương án mà xử lý trước ra trong cái tình huống mà cấp bách. Là công ty huy động thêm phương tiện, cụ thể là huy động thêm 10 đầu xe nữa. Tổng cộng mà đầu xe đưa số đầu xe vào hoạt động là khoảng 55 chiếc. Và mỗi đội thì công ty sẽ chia ra nhiều cái
cái nhóm và tổ. Ví dụ như đội Ngũ Bình Sơn này thì công chia làm 4 nhóm và 4 xe cẩu và 4 cái chiếc xe để dọn cành lá. Với những cái sự chuẩn bị như vậy thì công ty mong cố gắng là sẽ hoàn thành cái chương trình mà cắt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố là sớm hơn quy định. Cùng với việc cắt tỉa, công ty công viên cây xanh Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành công tác chằng chống cây xanh, nhất là những loại cây mới trồng và loại cây có thân tán giòn dễ gãy đổ. Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý khác. Chiều nay, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm trưởng đoàn, có chương trình làm việc tại Đà Nẵng để kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình thực hiện công tác lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2016-2021 của Thành ủy Đà Nẵng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tiếp và làm việc với đoàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ cùng dự. Báo cáo từ kiểm tra của Thành ủy Đà Nẵng do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trình bày tại buổi làm việc cho thấy, quá trình thực hiện nghị quyết 49 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn thành phố tiếp tục đạt được nhiều kết quả. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp đã có sự phối hợp tốt nhằm hạn chế thấp nhất những sai sót, không để lọt tội phạm, oan sai trong tố tụng, xét xử, điều tra khám phá vụ án. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại những hạn chế như chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với một số vụ việc trọng điểm dư luận xã hội quan tâm, án tham nhũng vẫn còn kéo dài, một số vụ án xét xử chưa nghiêm, trang thiết bị trên lĩnh vực giám định tư pháp, trợ giúp pháp lý còn nhiều hạn chế, phương tiện lạc hậu. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, trong 10 năm thực hiện chiến lược cải cách tư pháp của Bộ Chính trị đã đạt được nhiều nội dung thành tựu như xây dựng thể chế, xây dựng bộ máy, đội ngũ cán bộ được tăng cường và nâng cao, đầu tư cho hoạt động tư pháp được Đảng, Nhà nước chăm lo. Thông qua công tác kiểm tra lần này nhằm đánh giá những kết quả đạt được, chưa làm được và những khó khăn vướng mắc nhằm kiến nghị với Đảng, Nhà nước. Sau buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng, đoàn công tác sẽ làm việc với cơ quan tư pháp của thành phố. Kết thúc kiểm tra, đoàn công tác sẽ có báo cáo gửi đến Thành ủy Đà Nẵng. Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành y tế từ đầu năm đến nay, cũng như công tác y tế chuẩn bị APEC 2017. Dự buổi làm việc có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Nho Trung. Theo báo cáo của thành phố Đà Nẵng, đến nay thành phố có 68 giường bệnh và hơn 16 bác sĩ trên 1 vạn dân, 96,3% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Trong 8 tháng đầu năm 2017, số lượng khám bệnh ngoại trú tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đạt hơn 2,49 triệu lượt, công suất giường bệnh toàn thành phố đạt gần 130%. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ khẳng định, Đà Nẵng sẽ dành nhiều nguồn lực để đầu tư cho y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đà Nẵng kiến nghị Bộ Y tế quan tâm hỗ trợ đầu tư để Đà Nẵng làm tốt sứ mệnh là trung tâm y tế khu vực phục vụ người dân, nhất là người nghèo. Hỗ trợ đầu tư nâng cấp trạm y tế xã phường với kinh phí khoảng 168 tỷ đồng, quan tâm hỗ trợ Đà Nẵng kinh phí đầu tư dự án y tế biển đảo, đầu tư trung tâm huyết học truyền máu, trung tâm kiểm nghiệm khu vực miền Trung. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao những kết quả mà ngành y tế Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, giảm quá tải bệnh viện, triển khai phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình, lưu ý đến việc phát triển y tế gắn với du lịch. Bộ trưởng đề nghị Đà Nẵng tiếp tục thực hiện tốt chương trình mục tiêu bảo đảm an toàn thực phẩm, tập trung chuẩn bị cho APEC, nhất là phòng chống các loại dịch bệnh. Sáng nay, Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức chương trình diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp thành phố năm 2017. Đây là đợt diễn tập cấp thành phố lần thứ hai dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Kịch bản năm nay được xây dựng dựa trên các tình huống có thật đã xảy ra trên thế giới, tập trung vào việc nâng cao năng lực ứng phó sự cố bức xạ tại cơ sở của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng và các lực lượng chuyên môn của thành phố. Cái việc quản lý đó, theo chúng tôi là hết sức là chặt chẽ, các cái nguồn được quản lý hết sức là chặt chẽ và chúng tôi vẫn liên tục tuyên truyền cho các cái đơn vị sản xuất, các cái đơn vị có sử dụng các cái nguồn như thế, từ sản xuất cho tới y tế v.v. thì có cái biện pháp thích hợp để mà bảo quản các cái nguồn. Đợt diễn tập đã thu hút hàng chục cán bộ công nhân viên chức Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng tham gia.
Đại diện công ty cho biết đây là thực sự là chương trình thiết thực ý nghĩa, nhất là với các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn. Thực ra thì đối với qua buổi diễn tập này thì một cái kinh nghiệm rất là tốt cho tất cả các doanh nghiệp. Kinh nghiệm thứ nhất là về cái cách điều hành, cách phát hiện cái sự việc nó xảy ra. Sau đó là cái quy trình thực hiện. Thứ nhất là thực hiện bảo vệ hiện trường, cách ly hiện trường. Và sau đó là quy trình xử lý, báo cáo các trên cơ quan chức năng có thẩm quyền để mà xử lý cái sự cố phóng xạ này. Đà Nẵng là trung tâm thương mại công nghiệp của khu vực miền Trung, là cửa ngõ giao thông quan trọng của nhiều tỉnh thành. Chính vì vậy, tần suất các nguồn phóng xạ được sử dụng và trung chuyển qua thành phố là rất nhiều. Các đợt diễn tập như thế này sẽ cung cấp kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết để lực lượng chuyên môn trên địa bàn luôn trong tư thế sẵn sàng khi có sự cố xảy ra. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng, đến thời điểm hiện tại thì đơn vị đã cơ bản chuẩn bị sẵn sàng cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ tuần lễ cấp cao APEC. Hiện đơn vị đã hoàn tất việc khảo sát các tuyến đường trọng điểm phục vụ APEC, lên phương án cùng với các đơn vị của Cục Cảnh sát Giao thông bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chuẩn bị chu đáo để làm nhiệm vụ dẫn đoàn. Các thành viên trong đội dẫn đoàn đã luyện tập kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình di chuyển. Đại học Sư phạm Đà Nẵng vừa khai giảng năm học mới 2017-2018. Năm học này, nhà trường đón nhận hơn 1.800 tân sinh viên nhập học, nâng tổng số sinh viên, học viên toàn trường lên hơn 7.000. Đại học Sư phạm Đà Nẵng là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên trên cả nước được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục. Dịp này, trường đã dành hơn 250 triệu đồng vinh danh 16 tân sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh năm 2017. Thưa quý vị, với sự ra đời của nghị quyết Trung ương 5, cộng đồng kinh tế tư nhân đặt nhiều kỳ vọng về một sân chơi bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong cơ chế thị trường. Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố đang ngóng chờ nghị quyết sẽ nhanh chóng đi vào thực tiễn. Kỳ vọng rất nhiều nhưng cũng không ít băn khoăn. Tại một hội thảo quốc gia về phát triển doanh nghiệp gần đây, giới chuyên gia kinh tế cho rằng, cho đến thời điểm này, có rất ít doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh trong thị trường nội địa hơn 90 triệu dân. Một trong những nguyên nhân quan trọng là định kiến về doanh nghiệp tư nhân còn khá nặng nề. Nếu như doanh nghiệp nhà nước được coi là con đẻ, thì doanh nghiệp tư nhân mới chỉ là con nuôi. Nếu trải thảm đỏ mời gọi doanh nghiệp FDI, thì doanh nghiệp tư nhân trong nước cũng được trải thảm chào đón nhưng bằng cánh cửa khác hẹp hơn. Đề cập đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Lý, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Đà Nẵng cũng cùng chung nhận định. Trước hết là về phía nhà nước và cán bộ công chức cần phải cái đột phá trong cái tư duy, xóa bỏ cái định kiến đối với doanh nghiệp tư nhân, gỡ bỏ những cái rào cản mà làm cho kinh tế tư nhân chậm phát triển từ trước nay. Rồi đề nghị chính phủ là cần phải hoàn thiện cái thể chế kinh tế thị trường, làm sao để cho doanh nghiệp tư nhân cũng như các doanh nghiệp khác, FDI hay là doanh nghiệp nhà nước đã được bình đẳng. Cần phải công khai, minh bạch, bình đẳng trong việc tiếp cận các nguồn lực, kể cả các chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp cũng phải minh bạch để cho các doanh nghiệp được tiếp cận. Cũng theo các chuyên gia, sự bất bình đẳng, kém cạnh tranh giữa doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước thể hiện khá rõ. Cụ thể, theo thứ tự, doanh nghiệp nhà nước đang ở vị trí ưu tiên số 1, tiếp đến là doanh nghiệp FDI, và cuối cùng là doanh nghiệp tư nhân trong nước. Điều này khiến cho doanh nghiệp tư nhân gặp nhiều khó khăn. Rào cản lớn thứ hai là thuế và các loại phí. Ngay cái việc vay ngân hàng, cái lãi suất vay ngân hàng là nước Việt Nam chúng ta cũng cao hơn các nước trong khu vực. Như ở Đài Loan là người ta vay chỉ có thuế suất có 3,75%, trong khi mình đến 9-10-11%. Rồi trong khi đó thì cái thuế thu nhập doanh nghiệp là quy định là doanh nghiệp nhỏ vừa là phải 20-25%. Và trong khi nước Singapore là nước phát triển ở khu vực đây mà thuế thu nhập doanh nghiệp nó có 15%. Cho nên vừa vay với lãi suất cao mà thuế thu nhập mà lại cũng cao hơn người ta nữa, thì làm sao doanh nghiệp còn cái nguồn lực để mà tái đầu tư để phát triển được.
thì đó là một cái rào cản lớn về thuế và các loại phí, kể cả phí chính thức và không chính thức. Theo kết quả điều tra của Ngân hàng Thế giới WB, thì thuế và phí đang chiếm tới 40,8% lợi nhuận của doanh nghiệp. Cứ làm ra một đồng lợi nhuận, thì doanh nghiệp Việt phải bỏ ra 0,72 đồng, thậm chí có trường hợp phải bỏ ra đến 1,02 đồng để chi cho việc bôi trơn. Ngoài ra, còn có sự bất bình đẳng giữa doanh nghiệp thân hữu và không thân hữu. Những doanh nghiệp thân hữu luôn được tiếp cận nguồn lực, cơ chế tốt hơn. Hy vọng với tinh thần nghị quyết Trung ương 5, những rào cản này sẽ từng bước được gỡ bỏ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển nhanh và mạnh hơn nữa. Tiếp theo là phần tin tức quốc tế. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiếp tục siết chặt quản lý người di cư bất hợp pháp tại nước này. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo từ ngày 13 tháng 9 hạn chế cấp một số loại thị thực đối với công dân bốn nước gồm có Campuchia, Eritrea, Sierra Leone và Guinea do những nước này từ chối tiếp nhận lại những công dân Mỹ bị trục xuất. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, bốn nước trên đang từ chối hoặc trì hoãn một cách vô lý việc hồi hương các công dân bị Mỹ trục xuất. Các hạn chế mới về vấn đề thị thực sẽ chỉ được dỡ bỏ nếu nước đó tiếp nhận trở lại những người bị trục xuất. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng phân loại các đối tượng bị ngừng cấp thị thực ở bốn nước trên khác nhau, trong đó Eritrea là nước bị siết chặt nhất. Tuy nhiên, sẽ vẫn có ngoại lệ đối với các công dân của bốn nước trên xin thị thực từ nước ngoài hay các trường hợp nhân đạo hoặc du lịch được cho là vì lợi ích của Mỹ. Quy định mới cũng không ảnh hưởng đến các thị thực đã được cấp. Quan hệ giữa Mỹ và Nga tiếp tục có những động thái nhạy cảm. Hôm qua, chính phủ Mỹ đã cấm sử dụng phần mềm bảo mật Kaspersky của Nga tại các văn phòng liên bang với cáo buộc công ty này có quan hệ với tình báo Nga và đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ. Bộ An ninh nội địa Mỹ đã chỉ thị cho tất cả các văn phòng của chính phủ phải gỡ bỏ hoặc thay thế mọi phần mềm chống tin tặc của Kaspersky trong vòng 90 ngày do quan ngại về mối quan hệ giữa một số quan chức Kaspersky với tình báo Nga và các cơ quan chính phủ khác. Washington quan ngại rằng chính phủ Nga có thể lợi dụng việc truy cập thông qua các sản phẩm của Kaspersky nhằm xâm nhập vào các hệ thống thông tin và trực tiếp tác động đến an ninh quốc gia Mỹ. Công ty Kaspersky ngay lập tức bác bỏ những cáo buộc trên, khẳng định không có bất kỳ liên hệ nào với chính phủ Nga và không thuộc diện phải hợp tác chia sẻ dữ liệu với chính phủ Nga. Mặc dù siêu bão Irma đã tan, nhưng nước Mỹ vẫn đang phải chật vật khắc phục những hậu quả mà nó để lại. Hàng triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh tại bang Florida vẫn đang trong tình trạng mất điện. Tính tới ngày 13 tháng 9, hơn 4 triệu hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh tại bang Florida vẫn phải chịu cảnh mất điện, hàng loạt nhà cửa bị tàn phá và ngập trong nước lũ. Tại phía bắc thành phố Miami, có 8 bệnh nhân trong một viện dưỡng lão đã tử vong do thiết bị hỗ trợ không hoạt động được vì mất điện. Thống đốc bang đã yêu cầu điều tra toàn diện về vụ việc đáng tiếc này, khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm những người có liên quan nếu có dấu hiệu tắc trách. Cảnh sát địa phương cho biết đã vào cuộc điều tra. Ngay sau vụ việc, hơn 100 người già tại viện dưỡng lão này đã được sơ tán khẩn cấp sang một bệnh viện gần đó. Dự kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump đến bang Florida trong ngày hôm nay để đánh giá mức độ thiệt hại cho bão Irma gây ra. Hạ viện Mỹ cũng đang cân nhắc việc miễn thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do bão Harvey và Irma. Mặc dù công nghệ hiện đại đã trở nên quá quen thuộc trong cuộc sống của nhiều người dân ở các đô thị lớn, nhưng đối với 150.000 người dân sinh sống tại một ngôi làng miền núi nhỏ biệt lập tại Quý Châu, Trung Quốc, thì công nghệ vẫn còn là một điều xa lạ. Là mô hình thí điểm triển khai mô hình thành phố thông minh, công nghệ mới được áp dụng tại đây được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn cách sống của người dân với những ứng dụng đáp ứng được nhu cầu hàng ngày. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn nghèo tại Quý Châu và tôi mong muốn được quay lại và cống hiến bản thân cho quê hương. Bởi vậy, tôi đã phát triển ứng dụng Villatour để giúp phát triển hệ thống giao thông công cộng tại đây. Mặc dù đối với những đứa trẻ tại ngôi làng này, trường học là mơ ước, đi học là niềm vui của các em, nhưng việc vượt qua núi đèo để đến với trường học từ trước đến nay vẫn là một thử thách khó khăn. Mỗi ngày tại đây chỉ có rất ít các chuyến xe buýt đến làng và giờ giấc không cố định. Tuy nhiên thì mô hình thành phố thông minh được áp dụng đã thay đổi tất cả. Giờ đây phụ huynh học sinh không phải lo con mình lỡ xe buýt đến trường với ứng dụng quản lý giờ xe đến và đi và hành trình dọc đường đi trên ứng dụng qua điện thoại.
được biết đến với cái tên Villatour, ứng dụng quản lý của nhà sáng lập Luo đã được sử dụng rộng rãi trong việc quản lý các xe buýt, xe taxi tại những vùng xa xôi hẻo lánh tại Trung Quốc. Hy vọng rằng trong tương lai, ứng dụng quản lý giao thông này sẽ được nhân rộng, giúp cuộc sống của người dân thêm thuận tiện. Và đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.